Xin chào các bạn, mình hướng dẫn các bạn một món cocktail mojito. Nguyên liệu chúng ta cần có rum, lá bạc hà, chanh và đường. Chúng ta cùng làm nhé. Đầu tiên chúng ta sử dụng lá bạc hà. Sử dụng 60 gram. Thêm khoảng 10 ml chanh tươi nữa. Để co bằng lát chanh và lá bạc hà.